Dạ đúng là em bắt trend và có cái mục tiêu đầu tiên khi mà em sản xuất ra web drama này đó là em muốn đến gần hơn với người khán giả. Em muốn trực tiếp là người mang phim đến cho khán giả chứ không phải là bắt mọi người phải đến phim của mình. Thì đây là cách nhanh nhất, đó là thông qua kênh YouTube. Vậy thì về đề tài của web drama này, theo anh được biết là em lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về showbiz. Và Sup, chúng ta có rất là nhiều những câu chuyện drama. Nhưng tại sao là câu chuyện của Hoa hậu và Đại gia như thế này? Em nghĩ một mình em đứng đây thì không thể nào mà nói hết được về web drama này đúng không ạ? Đúng rồi. Em chắc phải mời thêm bạn nam diễn viên chính với anh đạo diễn được không ạ? Mời đây cô Lê, xin mời Dĩ Khấm. Chắc mời đây cô ạ. Em xin chào mọi người, xin chào các anh chị báo chí ạ. Thì ý tưởng mà tại sao em chọn một cái câu chuyện này thì ban đầu là em với lại anh gì đó ngồi với nhau muốn chọn một cái chủ đề nói về một cái người phụ nữ. Thì mọi người cũng biết đó là thường cái mảnh đời của người phụ nữ thường hay bị, sẽ có rất nhiều người phụ nữ ở trên mạng xã hội bị mọi người ném đá, bị mọi người cho là xấu, bị mọi người cho là ác. Thì những cái người phụ nữ đó họ đều có cái nỗi khổ phía sau của họ hết. Thì em với anh Dày mới chọn một cái mảnh đời mà ấn tượng nhất, một cái câu chuyện ấn tượng nhất. Thì vô tình cái câu chuyện này nó lại liên quan tới showbiz. Chứ không phải ban đầu là em chọn cái chủ đề là showbiz. Thì tại vì cái câu chuyện của cái bạn này cũng khá là ấn tượng. Mà tại vì cái câu chuyện em cũng nghĩ là cái bạn này đã chịu nhiều cái đau thương quá rồi. Thì tụi em chỉ muốn cái chủ đề đó. Còn lại những cái gì liên quan tới mảnh đời của bạn này thì tụi em không thể được khi những cái gì thuộc về cá nhân thì không để vô. Như vậy là mình sẽ xem được tập 1 hôm nay, mình sẽ biết được cái nguồn cảm hứng của người phụ nữ này là ai, là đến từ đâu. Còn Dĩ Khấm, tại sao bạn được quyết định hợp tác bắt tay với lại Ngọc Thanh Tâm? Dạ, lời đầu tiên cho em Dĩ Khấm xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị phóng viên báo đài cũng như là tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Tại vì em thứ nhất là em thấy cái chủ đề này nó cũng khá là hay và thú vị, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em cũng chưa có dịp được làm việc với chị Ngọc Thanh Tâm, mặc dù là bạn bè của em xung quanh đều là bạn chung với chị Ngọc Thanh Tâm cả. Và em cũng có hỏi rất là nhiều, em hỏi trước khi em nhận lời tham gia thì bạn bè em đều nói là chị Ngọc Thanh Tâm rất là dễ thương rồi bla 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 bla, nói chung là những cái điều rất là tích cực. Thì sau em nói là coi như là đây là một cái sự khởi sắc, một sự kết hợp đầu tiên của em với chị Ngọc Thanh Tâm, thì em cũng vô tư nhận lời thôi. Rồi xong rồi, nhưng mà đúng thiệt là trong quá trình quay thì hai chị em gần như là cũng rất là hiểu ý nhau và hợp gu nhau, rồi làm việc rất là thoải mái và rất là vui. Và sau những cái giờ làm việc căng thẳng đó thì đến thời điểm bây giờ thì tụi em vẫn, hai chị em vẫn hay gọi điện nói chuyện với nhau hay là đi ăn cùng với nhau. Thì nói chung là em nhận cái này thì đó là những cái phim này là những cái lý do rất là đơn giản, nó không có gì quá phức tạp hết, nên em cũng trả lời sao. Rồi xong rồi, sau khi quay phim xong em thấy là mối quan hệ của chị em còn thân thiết nữa không? Cũng còn, em nghĩ là cũng chứ hả, tại vì một phía cũng không thể nào mà nó quyết định được hết. Là hello, cách những cái đoạn này xong rồi. Hello. Mối quan hệ của em với chị Tâm thì đến bây giờ là cũng thân thiết. Còn chị Tâm thì sao thì em phải hỏi chị vậy để. Rồi Tâm trả lời. Vì buổi họp báo gì sao chị nói ngược lại được em? Chứ nên là. Dạ được hả? Dạ không, nhưng mà thật ra em muốn nói cũng không có nói được, bởi vì sự thật không phải là như vậy. Bởi vì không, em bình tĩnh. Dạ. Thực ra đến bây giờ là bất kỳ có, em đã có một cái vấn đề chung, vấn đề riêng chung, nhưng mà khi mà có vấn đề đó thì dạ, tụi em có kết nối được với nhau qua cái vấn đề đó. Thực sự đó là rất là nhạy cảm thôi, không thể nói được. Tuy nhiên là đã có rất là nhiều cuộc điện thoại qua lại, sợ hãi và bàng hoàng của tụi em truyền qua nhau, tại vì tụi em dạ đó, thì đó là một cái cách để mà tụi em có thể gọi là tiếp hơn. Dạ chị có thật sự hiểu những gì chị đang nói không? Tức là em chắc chắn là mọi người không hiểu những gì chị đang nói rồi đó. Thôi, bây giờ Dustin xin phép. Bây giờ chốt lại một câu, tức là bây giờ tới thời điểm hiện tại là em và Duy Khánh vẫn rất là thân thiết với nhau. Dạ, đó là câu chốt. Ok, chúng ta sẽ tin vào gì đó. Nhưng mà bây giờ thì Dustin sẽ được phép mời Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm và Neko sẽ ở lại sân khấu và xin được đại diện của nhà sản xuất
sẽ lên đây để trao tặng hoa cho ekip. Chắc là mời đầu tiên đó là đại diện của phòng khám đa khoa SIHG, bà Phạm Kim Nguyên. Tiếp theo xin mời đại diện của Mr. Đàm Beauty World. Vâng ạ, biết là đại diện của Mr. Đàm Beauty World có mặt. Và xin được mời đơn vị tài trợ địa điểm. Đó là nhân, em đã được lấy cảm hứng từ nhân vật nào và câu chuyện gì mà em quan tâm nhất? Chắc mọi người xem nãy giờ thì chắc là chỉ mới tập 1 thôi. Nhưng mà câu chuyện này được lấy cảm hứng từ chị Hoa hậu Phương Nga và anh Cao Toàn Mỹ. Và đây là một câu chuyện có cảm hứng từ câu chuyện của chị Phương Nga và anh Cao Toàn Mỹ thôi. Thì tại sao em được đồng cảm với cái câu chuyện của hai nhân vật này? Em nghĩ đây là một câu chuyện mà thực sự là ngay cái câu chuyện của nó thôi đã giống như một bộ phim rồi. Chứ mình không cần phải biến hóa gì thêm hết. Nhưng mà tuy nhiên là câu chuyện nào cũng có nhiều mặt của nó, thì em chỉ lấy cảm hứng một phần từ câu chuyện đó thôi, chứ em không có xoáy sâu vào để mà đào sâu vào câu chuyện của chị Phương Nga. Cho nên là có thể sẽ có một số người nói là vì sao em lại lấy câu chuyện đó như vậy, nó có bị nhạy cảm hay không. Nhưng mà tuy nhiên là em có thể nói là bên ekip của em cũng như là các bạn biên kịch cũng như anh Neko sẽ lấy cảm hứng một phần của câu chuyện và sẽ lấy vào một cái phần nào đó để mà cho mọi người cảm thông nhiều hơn là sẽ ném đá câu chuyện này. Rồi cảm ơn Tâm và xin hỏi Neko. Neko được biết đến là một người sản xuất cho các MV parody của BB Trần và Quang Trung. Vậy thì lần này mình sản xuất cái web drama thì nó sẽ là một cái hướng đi khác. Bạn nghĩ là cái việc sản xuất web drama này nó khác như thế nào với những cái sản phẩm parody ạ? Thực ra thì trước cái của Tâm thì mình cũng đã làm những cái web drama khác rồi. Thì những cái đó khác là mình làm hài nhiều. Ví dụ như cái Nam Phi mà kế hay là cái bà Nam Bóng thì nó hài nhiều. Những cái riêng làm với Tâm hai lần thì cả hai lần đều ít hài. Thì cái này nó khó một cái là nó chủ đề là showbiz. Thì cái chủ đề showbiz á, mọi người ở đây mình làm nghề thì mình đều hiểu những cái rắc rối trong nghề. Nhưng mà khán giả họ không hiểu. Khán giả họ không biết được cái mối mâu thuẫn giữa hai người trong showbiz như thế nào. Nhưng mà mình cũng không thể nào làm nó quá là đơn giản. Quá đơn giản nó sẽ thành vô lý. Ví dụ như hồi nãy mọi người thấy là cái cô này cổ ngang nhiên đi tới cái tiệc đám cưới lớn như vậy, cổ phá. Thì đối với một lúc mà mình làm việc với lại hai bạn biên kịch thì mình cũng rất là sợ, tại vì sợ nó vô lý. Nhưng mà sau khi mình nghĩ lại nhiều lần và tìm bàn với nhau thì mình thấy là cái tình huống này nó hợp lý trong cái câu chuyện này. Đó là cái khó nhất trong cái này, giữa một cái sản phẩm nó chính thống và cái sản phẩm hài thì một người có thể tới phá đám cưới là chuyện bình thường, nhưng sản phẩm chính thống thì cái nhân vật nó phải có cái sự nghiêm túc trong đó. Ok, nói về sản phẩm mà có một chút hài, không biết là phải vì vậy mà Tâm chọn Duy Khánh là cái người diễn đồng hành trong tập 1 không, trong cái series này? Em nghĩ yêu một câu chuyện mà ngay bởi chính bản thân nó đã quá drama rồi, thì em nghĩ một cái gì đó mà nó nhẹ nhàng hơn nó sẽ giúp gọi là balance lại cái series của mình. Chứ mà nguyên 6 tập mà cứ nặng nề hoài thì có thể là mọi người sẽ bị cảm thấy xem của mình nó không có gọi là bị nặng nề quá. Thì em muốn có một cái gì đó nó sẽ balance ra. Thì em nghĩ Duy Khánh là một cái lựa chọn rất là hợp lý cho cái câu chuyện này. Vậy còn Duy Khánh, khi mà bạn bắt tay với Ngọc Thanh Tâm, bạn có nghĩ là mình có khả năng lớn ác Ngọc Thanh Tâm trong những cái cảnh quay không? Dạ, em chỉ muốn bổ sung cái ý của chị Tâm thôi. Em thì cũng không thấy là lấn át gì đâu, tại vì mỗi người sẽ giữ một cái vai trò khác nhau trong cái mặt phim. Thì như chị Tâm có nói là hồi nãy là balance hả? Em thì thấy theo thì tụi mình có nghĩa là khi mà em kết hợp với chị Tâm thì nó có cái sự kết hợp giữa balance và healthy. Dạ, thì em thấy là rất là ổn. Dạ, khi em coi tập 1 thì em đã thấy ổn rồi, thì em hy vọng là những tập sau sẽ ổn hơn nữa và sẽ hay hơn nữa. Và hy vọng là mọi người cũng như là các bạn khán giả khi mà xem sẽ có được những cái cách nhìn nhận tích cực nhất về phim Móng Tay Nhọn, bởi vì đây là một sản phẩm được đầu tư rất là chỉnh chu và rất là nhiệt huyết từ chị Ngọc Thanh Tâm cũng như là cả ekip phim ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Khánh. Tiếp theo là chúng ta thấy là tập 1 có sự xuất hiện rất là ngắn của diễn viên anh Dũng trong vai Long Nguyễn Đại Gia. Okay. Doanh nhân. Và Long có thể chia sẻ là cái lần hợp tác này với Ngọc Thanh Tâm nó bắt đầu như thế nào?
tại sao bạn chấp nhận đồng ý để làm việc trong cái web series này với Tâm? Lần đầu tiên cho anh Dũng xin phép được gửi lời chào tới các anh chị báo chí cũng như là tất cả mọi người có mặt trong khán phòng này. Để đến được với cả cái vai diễn này thì là một cái cơ duyên, bởi vì là anh Dương Chí Toàn có mời Dũng bảo là sắp tới anh có làm bộ phim có một vai diễn này rất là phù hợp với cả em, thì anh có thể mời em đi đóng phim được không? Mà trước giờ thì Dũng biết khá là nhiều về Ngọc Thanh Tâm, nhưng mà đây là lần đầu tiên Dũng được hợp tác với cả Ngọc Thanh Tâm, cho nên là Dũng rất là tò mò. Không biết là cô gái này diễn tốt hay là không tốt, ở ngoài đời tính cách của cô ấy ra sao, rồi là cái bộ phim này sẽ như thế nào. Thì sau khi Dũng nhận được cái kịch bản thì Dũng cảm thấy rất là hứng thú về cái vai diễn lần này. Trong cái vai diễn lần này thì Dũng diễn hai vai chứ không phải là một vai, cho nên là Dũng cảm thấy rất là vui, bởi vì khi mình trong một bộ phim mình được thể hiện hai vai diễn. Trong cái thời gian mà khi đoàn làm phim đang trên set quay thì Dũng phải quay với cả Phương Nghi và tất cả mọi người mình rất là nhiều. Và Dũng cảm thấy Phương Nghi, tức là Ngọc Thanh Tâm á, là một cô gái rất là năng động, rất là chịu khó tìm tòi về những cái cách diễn xuất, cũng như là rất là vui vẻ, hài hước, và tạo cho mọi người cảm thấy rất là nhiều niềm vui. Và đây cũng là lần đầu tiên Dũng được hợp tác với cả Nicole, cũng như là hợp tác với cả Duy Khánh, Kim Chi, rồi công ty Live Media. Và Dũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn anh Dũng. Kế bên anh Dũng thì là có diễn viên Kim Chi, dù chưa xuất hiện trong tập 1, nhưng mà chúng ta rất muốn nghe là vai diễn của Kim Chi trong Móng Tay Nhọn lần này có điều gì đặc biệt mà mọi người phải xem. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép Chi gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong khán phòng hôm nay. Ủa, anh hay cô em có được nói tiết lộ gì không? Hay là em chỉ nói... tại vì em cũng không biết là em có được nói hay không, tại vì trong trailer hay là trong tập 1 này cũng giấu em rất là kỹ, cho nên là cái vai diễn của em thật sự là nó cũng là một cái điểm nhấn, một cái ẩn số giống như chị Tâm nói, rất là có nghĩa là nó hơi tùm lum tùm la. Em cũng không biết nói sao nữa, lúc thì dày, lúc thì khác, lúc thì hiền, lúc thì ác, cho nên là hy vọng là khi mọi người xem phim thì mọi người có thể là ủng hộ em thật là nhiều. Em có đóng cái đoạn hồi nãy nha. Thôi em không biết nói gì đâu mọi người, em trả lời dở lắm, mọi người thông cảm nha. Cảm ơn Kim Chi. Thì chắc là phải đợi chúng ta sẽ xem những tập tiếp theo để biết Kim Chi xuất hiện lại. Cái chủ đề mọi người thường hay khai thác nhiều hơn, một là vị, hai là hài. Còn nói về showbiz thì thực sự là hiện tại em thấy là vẫn chưa ai khai thác nhiều về vấn đề showbiz trên web drama. Thì em nghĩ đó là một cái ưu thế đầu tiên của em. Cái thứ hai nữa là đây không hẳn là một bộ phim xoáy sâu vào vấn đề showbiz không, mà nếu mà mọi người khán giả nếu mà xem hết 6 tập thì sẽ thấy nó có những cú twist và liên quan gì đó, nó hơi có hình sự một chút xíu, tội phạm hình sự. Dạ. Thì ý cuối là em có thể bật mí là 6 tập đó mỗi tập thời lượng khoảng bao nhiêu và cái tiến độ mình đã quay xong hết chưa, là mình phát cách tuần hay là như thế nào? Dạ, mỗi tập khoảng 30 phút và sẽ chiếu cách tuần. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 và cứ một tuần là sẽ ra một tập mới. Dạ. Về cái tiến độ mình đã quay xong hết chưa? À, dạ, đã quay xong hết rồi và đã hậu kỳ mọi thứ cũng đã xong hết rồi, chỉ chờ ngày phát sóng thôi. Cảm ơn anh. Thế thì chị hỏi, khi mà mình dựng cái nội dung đó, em có trao đổi với nhân vật trong đó không, khi mà mình công khai lên về những cái nhân thân của người ta, cái đó những lý do để mình có thể mượn cái sự kiện đó để mình có thể biến thành một cái câu chuyện trên phim? Dạ, thực ra là không. Nhưng mà tuy nhiên là em chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện, chứ em không làm bộ phim về cuộc đời của chị họ Phương Nga. Cho nên là thực sự là bên em đã không có cái điều đó, nhưng mà thực ra bởi em chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện thôi chứ không có xoáy sâu vào câu chuyện đó.
thì chị hỏi để trường hai, nếu mà trường hợp mà người ta sẽ hỏi em cái vấn đề đó, nếu mà nhân thân của chính chị đó. Hỏi Ngọc Vinh Tâm câu này thì Tâm cũng hơi khó trả lời, xin trả lời chị Cẩm Lệ ạ. Thực tế thì chúng ta có rất là nhiều câu chuyện hàng ngày và báo chí, truyền thông cũng đăng tải, và các anh chị cũng nắm rất là kỹ những cái đề tài đó. Thì nếu như chúng ta, nếu như bộ phim Móng Tay Nhỏ cũng nói về những câu chuyện mà báo chí đã khai thác hết, thì thực sự là cũng không đáng là một năm coi vì họ đã đọc nó rồi. Thì chúng tôi muốn lấy gọi là phông nền từ đề tài là hội trường showbiz để miêu tả về một chuyện tình và một số phận của người phụ nữ đặc biệt. Thì cái nhân vật Phương Nghi này được gọi cảm hứng từ nhân vật cô Hoa Hậu Phương Nga, chứ câu chuyện trong bộ phim này không phải là câu chuyện về cuộc đời các Hoa Hậu Phương Nga và doanh nhân Cao Toàn Mỹ. Chính vì thế, nếu như chúng tôi thực hiện cái cuộc đời hay là một phần cái vụ án của Phương Nga và Cao Toàn Mỹ, thì chúng tôi cũng cần có những cái xin phép hay là những cái sự trao đổi. Tuy nhiên thì thực sự chúng tôi muốn nhấn mạnh yếu tố là lấy cảm hứng để các anh chị, một là các anh chị xem những cái tập sau, các anh chị sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện thì sẽ thấy nó không hoàn toàn giống với cái vụ án này. Thứ hai nữa là những cái gì trong tập 1 thì các anh chị cũng thấy là cái nhân vật Phương Nghi này cá tính cũng không giống với nhân vật của cô Phương Nga. Tuy nhiên thì nó có một cái chi tiết là liên quan đến mối quan hệ giữa người đại gia kia và cô nghệ sĩ nổi tiếng. Nó có những cái chi tiết nó tương đồng, nhưng nó không phải là cái câu chuyện cụ thể của hai người đó. Chúng tôi chỉ lấy cảm hứng để các anh chị có thể dễ hình dung hơn một cái sự bắt đầu trong một câu chuyện mới. Cảnh đó em phải quay, em nghĩ phải 10 mấy 20 tác, một cái cảnh rất là đơn giản luôn. Và anh Nico cứ phải ngồi ngoài và kiểu tâm ơi cố lên em ơi, giống như là một cái cảnh gì khó lắm nhưng nó không phải, rất là dễ. Chỉ cái cố đây là cái cố phải nhìn cười, mà em phải cố tình là em phải quay qua Khánh, em hỏi Khánh ơi em hát mấy câu để chị còn chuẩn bị tinh thần để mà chị nhìn cười. Mà chị có một câu rồi nhưng mà không thể nào mà nhìn được, phải em phải cố tình quay mặt đi để em không nhìn mặt Khánh nữa. Và rất kinh khủng. Còn thêm nữa là đúng là Khánh nói về hài thì đúng là Khánh đã phải tiết chế rất là nhiều cho em. Cái này là cái em cũng phải cảm ơn Khánh rất là nhiều, bởi vì nếu mà để mà Khánh bộc lộ hết tất cả các khả năng về sự hài của Khánh đó, thì sự hài thì chắc chắn em sẽ bị dìm. Cái này em nói thật luôn, nhưng mà Khánh rất là dễ thương và Khánh sẽ giúp, là ví dụ cho cái cảnh đó Khánh nói hay bây giờ con này cho nó cô kia đi, như vậy thì nó sẽ có một cái giúp đỡ cho nhau. Cho nên cảm ơn Khánh rất là nhiều rồi đã tiết chế bản thân mình vì chị.